Hello Moto. Đã đến lúc thay đổi định nghĩa về smartphone, tùy biến thành loa âm thanh nổi, máy chiếu màn ảnh rộng, máy ảnh chuyên nghiệp, tạm biệt quan niệm cũ. Hello Moto. Hãy chào đón smartphone hoàn toàn mới Moto Z cùng Moto Mode, khác biệt tạo đột phá. Sống của anh từ nhỏ đã không có ba mẹ bên cạnh, chỉ sống với bà nội thôi, và anh phải làm rất là nhiều việc để mà có được số tiền đi học tiếp. Khó khăn vì thua kém bạn bè rất là nhiều. Nhờ vì cái sự khó khăn và khổ cực đó thì trong suốt thời gian qua đã tạo nên một kiều anh lì lợm, cứng đầu. Một kiều anh có thể nói là hơi cố chấp và không có đầu hàng với số phận. Anh sẽ chinh phục được khán giả và anh sẽ bước tới ngôi vị quán quân trong cuộc thi BeStar Bạn Là Ngôi Sao. Don't make me laugh.
Xin cảm ơn. Một tràng pháo tay chúng ta dành cho vũ đoàn đam mê ạ. Ây chà. Tôi vẫn chưa hoàn hồn. Quý vị có thể vỗ tay cho anh thêm một lần nữa được không ạ? Rất là hiếm khi có một cái chương trình nào mà ngay từ phần biểu diễn đầu tiên tôi đã rất là xúc động như vậy. Một tiết mục mà tôi nghĩ rằng là rất hiếm khi mà chúng ta thấy được một cô gái nhỏ nhắn lì lợm lại quyết định biến mình thành một nữ thần và lại chọn những ca khúc đỉnh cao như vậy để biểu diễn. Tôi nhìn thấy Hồ Ngọc Hà là người do dự nhất trong việc bình chọn của mình. Tại sao ạ? Cái đó không gọi là do dự mà là chờ đợi cái nốt bứt phá nhất, mà bởi vì những cái ca khúc này đã quá quen thuộc với tất cả khán giả và đặc biệt là các nghệ sĩ và các ca sĩ. Thường thì đã biết được là sẽ đến đoạn đấy là đến nốt cao trào nhất và khó nhất của bài hát. Thành ra hai, một anh nhạc sĩ và một anh đạo diễn là cho ngay vào cái nốt mà em ngọt ngào nhất, nhưng mà chị lại chờ đợi cái nốt mà em sẽ bứt phá nhất. Và cuối cùng thì điều đấy cũng đã đến và chị cũng đã bấm ngay từ giữa bài. Và chị thực sự là, bởi vì Hà số ngồi, số không, số có, số không, cho nên là nhìn thấy rõ ràng cái sự mà các bạn lớn lên và trưởng thành rất 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 là nhiều so với số đầu tiên mà Hà đã ngồi cách đây 10 tuần. Và hôm nay Loan thực sự mạnh mẽ, không còn kiểu là một cô gái chỉ hát ballad nhẹ nhàng, mong manh chính như cái giọng hát của mình. Mà hôm nay em rất là tự tin đặt từng nốt và truyền tải thực sự. Hôm nay rõ ràng là chị không cần phải bảo Loan ơi, mình hát, mình phải đưa thông điệp đấy nữa. À Oanh, Oanh ơi, Oanh phải hát và đưa thông điệp, Hà xin lỗi. Và ngay bây giờ thì Oanh đã quá tốt trong cái phần vừa hát, vừa biểu diễn và làm chủ được cái bài hát của mình. Nghĩa là khi mà em đã làm chủ được bài hát thì em đã làm chủ được sân khấu và làm chủ được cảm xúc của khán giả. Điều đó vô cùng quan trọng và vô cùng khó khăn để một nghệ sĩ có thể có được điều đấy. Và hôm nay em đã làm được điều đấy rồi thì chị nghĩ là chương trình này đến vòng này như vậy là đã quá thành công, bởi vì đã lột xác hoàn toàn. Oanh. Cảm ơn Hồ Hà. Nói về lột xác thì có lẽ đó chính là cái từ mà dành riêng cho anh trong suốt khoảng 10 tuần vừa qua. Cứ qua mỗi tuần thì cô lột một lần trở thành một cái người khác, và ngày hôm nay lột thành nữ thần luôn. Thế anh hỏi em là ví dụ, nhưng mà anh ví dụ nha, chương trình mình mà còn thêm tuần nữa em định lột thành ai nữa? Dạ, em lúc nào cũng ước mong là sẽ hát hay và xinh đẹp và nhảy giỏi như chị Hà. Nên là không sao, em sẽ liều mình một lần nữa để nhảy cho chị xem. Có nghĩa là điều em mong ước nhất là được trở thành Hồ Hà hay là được hát cùng với Hồ Hà? Dạ cả hai ạ. Cả hai luôn. Cảm ơn em. Ngày hôm nay với sân khấu này thì chắc chắn là rất nhiều khán giả đã công nhận sự lột xác của em đã rất ngoạn mục và hoàn hảo rồi. Nhưng mà anh vẫn làm cái vai trò của mình là anh vẫn phải làm khó em một chút trên sân khấu. Lần trước thì em có hát cải lương cho mọi người nghe, em còn cái sở đoản nào nữa không? Em bày ra luôn đi, bởi vì ngày hôm nay á, là khán giả truyền hình có những 70 phút để bình chọn lận. Nhiều khi là em thể hiện được nhiều tài hơn, họ lại bình chọn cho em nhiều hơn thì sao? Dạ, và sau đây em xin được hát một ca khúc miền Trung ạ. Em biết chị Hà miền Trung và em sẽ tặng chị Hà một ca khúc miền Trung. Bấm bình chọn thêm nữa. Bấm bình chọn thêm ạ. Qua nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chờ trẻ con đi qua trước bể mưa nguồn. Từng hạt phù sa tháng ba tháng bảy, từng vị heo mây trên má em hồng. Wow! Tôi nói nha, cái người vui nhất trong chương trình ngày hôm nay phải là nhà sản xuất. Là bởi vì không có một cái chương trình nào mà có một nữ thần Hy Lạp hát nhạc miền Trung. Đúng không ạ? Rất đặc biệt. Sờ luôn rất là ngọt, luôn là ngọt luôn á. Quá tuyệt vời. Quay trở lại với hình ảnh của một cô gái đến với chương trình này vẫn còn rất bỡ ngỡ. Và bây giờ đã lột xác ngoạn mục. Người đàn anh, người thầy của top 3, anh nói gì? Dương Khắc Linh. Linh rất là hài lòng với những cái gì mà Oanh đã thể hiện mỗi tuần. Tại vì Oanh là một người rất là luôn luôn muốn làm nhiều hơn cái mỗi người sẽ chờ đợi nữa.
Và anh nghĩ là hôm nay là cái bài này, và phải cảm ơn anh Long và ban nhạc rất là nhiều đã phối hợp hai bài hát thành một cái mashup thật sự rất là tuyệt vời. Chúc mừng em. Xin cảm ơn Như Khắc Linh. Long ban nhạc rất nhiều ạ. Và xin mời anh Quang Dũng nói lên quan điểm của mình ạ. Thật ra thì khi mà anh bấm sớm là có rất là nhiều lý do. Thứ nhất là khi mà biết cái bài hát và đặt vào chỗ em hát, anh nghĩ rằng đó là một cái sự đúng đắn và chờ đợi từ lâu rồi. Thật ra từ đầu chương trình anh cũng đã thích cái giọng hát của em, và cũng rất là thích cái tính ngang bướng của em. Bởi vì anh nghĩ hầu như tất cả các ngôi sao đều có phải có chất gàn gàn. Yeah, phải gàn, tức là nó phải có một cái cái riêng của mình, và có một cái sự quyết liệt để làm được những cái tưởng, những điều mà người ta tưởng là vô lý mà mình làm được. Thì anh nghĩ em có một cái tố chất ngôi sao, và anh cũng thấy em phát triển rất là nhiều so với những cái ngày đầu anh gặp em. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn anh. Xin cảm ơn Quang Dũng.